việc Asanzo xóa dấu vết xuất xứ Trung Quốc, ghi xuất xứ Việt Nam sai phạm ra sao, hàng nhập khẩu có trốn tránh kiểm tra chất lượng và thuế tiêu thụ đặc biệt không, tập đoàn Asanzo và các doanh nghiệp có liên quan có kê khai nộp thuế đầy đủ không? Có quá nhiều câu hỏi cần được các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Thì đối với doanh nghiệp á, mà khi anh đăng ký với sở kế hoạch đầu tư nhưng mà anh thực hiện không đúng với cái địa chỉ kinh doanh, và khi thay đổi địa chỉ kinh doanh á, mà anh không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó, là cụ thể là sở kế hoạch đầu tư đó, của cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó, thì sẽ phạt từ 1 triệu cho đến 5 triệu đồng tùy theo tính chất và mức độ. Đối với lại doanh nghiệp xuất nhập khẩu đó mà anh kinh doanh với những cái công ty ảo, công ty ma mà không có thật, rồi anh nhầm là chiếm đoạt tài sản của người khác đó, thì ngoài cái việc mà xử lý về mặt hình sự, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bởi vì đi khi anh hoạt động sản xuất kinh doanh anh không có thật, anh chiếm dụng là tiền của người khác, hoặc là anh có yếu tố là lừa đảo, anh dùng những cái thủ đoạn gian dối, những hành vi này thì pháp luật chúng ta sẽ xử lý về cái tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo các chuyên gia, căn cứ quy tắc 2A thuộc 6 quy tắc tổng quát ban hành kèm theo thông tư 65/2017 trên TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam, các trường hợp sau phải khai báo phân loại mã số hàng hóa và nộp thuế theo mã số của máy hoàn chỉnh. Lợi dụng điều này, các doanh nghiệp gian lận bằng cách tháo rời để nhập khẩu về cùng chuyến hoặc nhiều chuyến. Thậm chí nhiều doanh nghiệp liên kết với nhau, mỗi doanh nghiệp nhập vài linh kiện sau đó đưa về một nhà máy để lắp ráp thành phẩm hoàn thiện. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra, xác minh tổng hợp số lượng, chủng loại của các doanh nghiệp này nhập khẩu từ cùng một nhà máy xuất khẩu ở Trung Quốc, tổng hợp các tờ khai hải quan với nhau thì sẽ thấy ngay hành vi gian dối này. Trao đổi với chúng tôi, luật sư Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hội Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh nói: Theo quy định của chính phủ tại Nghị định 31 thì xác định rất là rõ về cái vấn đề gia công, chế biến giản đơn không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hóa. Từ quy định này có thể đối chiếu đối với lại cái việc lắp ráp TV từ các cái linh kiện có xuất xứ Trung Quốc được thể hiện trong hồ sơ hải quan và chỉ lắp ráp vài bộ phận giản đơn trong thời gian ngắn để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh, không sản xuất linh kiện. Việc lắp ráp này không thể làm cho sản phẩm có xuất xứ tại Việt Nam không phải làm việc. Do vậy, phải ghi xuất xứ là của Trung Quốc lắp ráp tại Việt Nam và đó không phải là hàng Việt Nam. Với cái hành vi của Asanzo mà chỉ đạo để gỡ tem Made in China hoặc dán chồng tem của Asanzo lên tem có chữ Made in China thì được coi là hành vi gian dối, đánh lừa người tiêu dùng. Đối với lại những cái hàng nó nguyên chiếc nhưng mà được tách rời, sau đó thông qua những công ty con được hình thành tại Việt Nam để lắp ráp lại trở thành thành phẩm để cung ứng cho thị trường, thì điều này các cái cơ quan chức năng, hải quan, thuế cũng như thị trường cần phải có những cái biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, phát hiện và xử lý những công ty đang lắp ráp lại với những cái sản phẩm đó để xử lý theo quy định pháp luật. Bởi vì đây là cái hành vi mà đối phó với việc phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với chính phủ Việt Nam, cũng như đây là một biểu hiện lừa dối cái người khách hàng.